Rồi, xin chào quý chú bác mình nha. Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2024, em lên cho Win em chép video gồm 32 mã hàng. Đó, thì như thế này, tất cả đều là hàng tuyển chọn hết, giá từ bình dân đến cao cấp, đủ mọi thứ loại, đủ mọi mặt hàng hết. Thì quý chú bác mình muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192035, em tên Nghiệp nha. Thì phí ship mặc định là 30 ngàn trên một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền hai đơn mình sẽ được là bao ship hoàn toàn như này. Một đơn thì ship 30 ngàn. Rồi, không mất nhiều thời gian, cái mã đầu tiên lên cho anh em mình, đây là cần rút mini nha anh em. Cái cây này nó bị mất nút đít nè anh em. Cái nút vặn dưới đít này nó mất nha. Cây này hàng của Shimano, cứng 20 2m1 anh em. Mắc máy Fuji, fan của mình cũng là fan Fuji nè, nhưng mà hai cái fan trên, hai cái fan độ nha anh em. Hai fan không nguyên bản nó là fan như thế này. Và fan Fuji vẫn hoàn. Rồi, cứng 20 2m1. Hàng carbon nha anh em, Shimano chính hãng, có chạy xước. Có đống bụi đống dơ, phôi vẫn là phôi zin, ngọn zin nha anh em, chưa thay thế. Thì có hai cái ngọn là hai cái fan ngọn là nó bị độ thôi. Với mất nút đít. Cân nặng của mình 130 g, cây này mã ngọn của mình 1 ly 8, mã số 1 bán em mình 300 ngàn nha anh em. Rồi, mã số 2 lên cho anh em mình, đây là cái phôi cần súp cho anh em, dài 4m2, hàng carbon, có những vết chày nè, chày dưới góc, dính bụi, dính dơ, dính băng keo nè, tháo hết phen, tháo hết đất máy rồi cho anh em về hạ tay, có chày nha anh em, có chày xước nè, nhưng mà chả ảnh hưởng tới phôi đâu, dài 4m2. Cho anh em về mình làm cần tay anh em, hạ tay phôi cần súp nha, cứng nó khoảng chắc khoảng 25 27 gì đấy. Rất là cứng nha, về cho anh em đánh rườm. Rườm đánh diện vậy, cây này đủ nguyên bản nè. Chưa gãy ngọn luôn nè, chảnh hư khoen rồi, tháo hết bán phôi cho anh em mình hạ tay. Cân nặng của mình là 372 g, ngọn của mình 2 ly 6. Cây này mã số 2 bán em mình 400 ngàn anh em. Tiếp mã số 3 là cho anh em mình, đây là cái cần lua UL nha anh em, có bao cần luôn, cây này cái Shimano. Cái lưu lờ như này, bắt máy anh em có thể tùy chỉnh cao thấp được nè, nó giống như mấy cây ply vậy đó nè. Cây này tem vàng nội địa nè, sản xuất Korea như này, cây Shimano Bat One, dài 1,5 m nè, lưu được từ 2 đến 10 g, tải cá từ 4 đến 10 là bao, tất cả mình xem Fuji cũng là hàng nguyên bản nha em, có bao cần zin luôn, cái cần mình cũng nguyên bản, không lỗi làm gì hết. Cân nặng của mình chỉ có 55 g thôi anh em, ngọn 1 ly 7. Cây này mã số 3 bán em mình 400 ngàn nha, cây UL 400 ngàn, cây Shimano như này, hàng carbon máy đứng, tất cả Fuji hết. Rồi, tiếp cho anh em mình cây này cây xuất lở nha, cây này hàng carbon, nó mất một lỗ đít như này, nó mất một lỗ đít dạng như này nè nè. Cây này 3m6, cứng tầm khoảng 15 20, một cây xuất lở hàng carbon nha, cho anh em quấn lục lăn xê. Cây này hàng China, bắt máy hãng, khoen hãng, ngọc xanh đẹp quá anh em. Thì anh em muốn đánh quấn xuất lở, quấn lăn xê, con ngâm lục đồ cần thì anh em để khoen anh em đánh, còn có thì anh em hạ tay. Cây này phôi còn rất là đẹp, phôi còn rất là đẹp nha anh em, cho anh em mình về hạ tay mình đánh. Rồi, cân nặng của mình là 277 g. Cái ngọn của mình là 3 ly. Cây này mã số 4 bán anh em mình giá là 300 ngàn nha. Mã số 4 giá 300. Tiếp lên anh em mình đây, đây là cái cần tay lóng ngắn nha em. Cây này hàng của Ryobi, hàng nội địa, thu gọn 45 cm. Cây này hàng nội địa đời đầu nè. Cây này phôi tốt nha. Nè, cái dòng GFS, cái dòng mắc tiền của thằng Ryobi nha em, dài 4,5 m. Thì cây này nó tầm khoảng 2,5 m anh em. Cần tay nè, cần tay lóng ngắn mà cán cầm nè, nó cán cầm giống mấy cây Tenkara nè nha. Thì cây này á, thì nó có dính bụi nè, nó có sờn chạy xước nha em, nhưng mà đổi lại là phôi zin, không có sức mẻ, không có thay thế, không có gì hết nha em. Tập khoảng 2,5 m thôi, ngọn 0,6 à. Phôi của mình có sờn, anh em có thể nhìn thấy nè, sờn chạy xước luôn nha. Nói chung cũng không có đẹp trong lẫy, cũng không có mới hoàn toàn. Thì nói chung là ok trong cái phần giá và tầm khúc nha, 4,5 m. Thì cây này bán này mình giá 400 ngàn anh em, cân nặng 79 g, ngọn 0,6 nha, mã số 5, 400. Tiếp đi nè mình, cây này có bao cần luôn nha, cây dây trong 3 khúc, sắn 2 da luôn, bắt mắt Fuji tem vàng sọc xanh như em nói anh em mình nè. Đó, cứng 50, 3m3, sắn 2 da luôn nè anh em. Và nó là dây trong nha, 3 khúc, phan xích đàng hoàng luôn. Phan rồi thì đủ hết. Cần hơi bụi nha, hơi dơ nha, về lau chùi vệ sinh giúp em. Giá em bán này anh em khỏi phải lo. Cân nặng của mình là 355 g, ngọn của mình 2,5 l. Cây này mã số 6, 400 ngàn nha anh em. Bản giá cho anh em mình không thể tuyệt vời hơn, 400 ngàn. Tiếp anh em mình đây, cái này là phôi cần tay nha anh em, có dưới này nó quấn băng keo từ lưa cho nên chắc cái nút đít mình nó độ rồi, chắc nó độ nút đít nó mới quấn băng keo giữ vậy nè. Em gờ vô em thấy nó lúng lúng nè. Đó, xoắn hai da nha, cái góc mình nó xấu, cái góc mình cái phôi nó không đẹp nha. Đọt 2,5m4 thì cây này tầm khoảng 5h cần tay, thì anh em về anh em mình sơn lại cái lóng góc thôi, tút lại lóng góc thôi, còn mấy lóng cái này sẽ đẹp nè. Đó, cái này nó còn rất đẹp anh em. Xoắn hai da nha. Một cây đai qua nội địa, hư khoen, ISO hư khoen, bán phôi cho anh em mình về mình hạ tay nè, xoắn hai da tới lóng 2.
tầm khoảng hai cây này tầm khoảng 5 hát anh em, ngọn long phụng luôn á. Cái gốc nè, cái gốc xấu thôi chứ mấy cái lóng ở trong không có xấu nha anh em. Về mình chà ra hết, mình sơn lại, mình lấy bóng xương bóng mình sơn lại. Cân nặng mình 195g, ngọn của mình 1 ly 1, ly 2 cây này mặt số 7. Cái này mình 500.000 nha anh em. Tiếp với nha mình cây hay chi hai khúc hai ngọn có bao cần luôn. Hàng carbon nha, bắt mắt Fuji, tất cả mình đều là fan Fuji hết. Một cây hay chi. Hàng carbon đây. Cứng 10 1.8 nha anh em, hai ngọn. Tất cả mình fan Fuji chân đen hết, còn rất đẹp. Có một ngọn nha, ngọn này như nó có dấu rạn, nó có cái râu hơi rạn rạn tí xíu chỗ này nè anh em. Và nó quấn băng keo lên nào, nó quấn dây lên nè. Nè, nó rạn chỗ này nè anh em, có thể nhìn thấy nè không? Đó. Thì cái này về anh em mình để dây đèn câu luôn, gãy thì mình hạ ngọn xuống thôi. Thì coi như mình còn ngọn chính là ngọn màu cam đây. Cái này anh em nè, cái ngọn nhỏ đâu cũng có 10 anh em, dài 1.8. Thì anh em có thể đánh kiểu hay chi cảm giác, hoặc là anh em có thể đánh kiểu Ikeda, quấn cá tráp, cá hanh cũng được anh em. Một nó. Ha, chuyên câu bè, câu xuồng đó, hoặc là em câu tôm cũng được đó nè, mấy cái này nè. Cái ngọn gãy thì coi như xe cua thôi, giá bán có 500.000 nè. Cân nặng của mình 120g nha. Cái này mã số 8 bán em 500.000, 120g tổng thể của hai ngọn luôn á, nó nhẹ lắm. Mã số 8 500. Tiếp đi cho mình cây này. Cây này cũng là cây lua rút nha nè. Cây lua rút cũng bắt máy, cây cũng UL nữa nè. Bắt máy có thể di chuyển lên xuống nè. Cây này hãng của Ryobi, tem vàng xuất Nhật đây. Tất cả mình fan Fuji đá xám. Hãng Ryobi này em dài 1.8 nha, lua từ 7 đến 17g. Hàng made in Korea, size ML nha. Size ML chứ phải UL đó nè. Size ML dài 1.8 nha. Nguyên bản, cây này nguyên bản, thôi cũng còn rất là mới. Cán gỗ bằng hơi sẫm màu tí thôi. Cân nặng của mình 70g, ngọn của mình 1 ly 8, cây này mã số 9, 500.000. Rồi, tiếp lên cho em cây xuất lở full bọc luôn nữa nè, hãng Alpha Techco. Cây này em chưa coi trong ruột mà em nghĩ chắc cũng mới lắm. Đây, cây carbon Alpha Techco. Cái này hãng của Nhật nha em, bắt máy Fuji. Độ cứng 15-36. Có mấy cái keo chỗ có chỉ chỗ này nè, hơi bong bong rọt rọt nha em. 15-36 xuất lở. Cho nên em quýnh lục độ cần, hàng made in Korea. Câu ngâm, câu lân C, hoặc anh em làm cần lua nè, lua bắt gỗ nè, vẫn được ok nha. Fan Fuji đẹp, không nứt, không hư. Ôi phôi đẹp quá nè, đẹp lắm. Phôi mới tinh. Nguyên bản nguyên zin 100g, cứng 15-36, cân nặng của mình 220g, ngọn 1 ly 8. Cái này mã số 10 bán anh em mình giá là 500.000 nha anh em. Mã số 10 giá 500. Tiếp cho anh em mình cái này, đây một con cần tay lóng dài. Ha, một con tay lóng dài xa 3.3 nè, cũng có hổm gà có nhiều anh em mình hỏi kiếm cây nè. Cái cây này tầm khoảng 3H nha, hai rồ bắt nồi nè. Tem vàng nội địa. Hãng của thằng gì thì cũng không rõ lắm nè, như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn anh em là hàng nội địa Nhật. Dài 3.3 tầm khoảng 3H kia nè, một cái cần tay lóng dài. Phôi của mình nè, carbon xoắn. Ngọn long phụng nha anh em. Cân nặng của mình 70g anh em, 3.3 có 70g mà rất là nhẹ nha. Ngọn 0.8, 0.7, 0.8, cân nặng mã số 11, bán anh em mình 500. Tiếp đây cho anh em một cái lua máy đứng hai khúc nha anh em. Cây này hãng của Ryobi, hàng nội địa nè, sóng hai da luôn nè. Nè, tem vàng nội địa Nhật đời đầu nha, fan là fan Fuxix chân đen luôn. Bắt máy xịn sò uy tín luôn, cần không được mới nha anh em, dài 3m size L. Ryobi đây, sóng hai da đây, anh em thấy không? Ha, coi cần hơi dơ và nó có bị gãy nè anh em. Nó gãy tầm khoảng 5-7cm gì đó. Về anh em cứ gắn đầu bu vô đây thôi, mình thay đầu bu vô đây là mình câu bình thường thôi nha. Còn lại tất cả bao lỗi lầm, cần thì hơi dơ hơi bẩn và nhìn ngoại hình không được mới lắm. Tất cả mình fan Fuxix chân đen hết. Cây Ryobi hàng nội địa hay da, lua máy đứng. Cân nặng của mình là 265g. Cái ngọn hiện tại của mình là 2 ly. Cây này mã số 12 bán em mình 500 luôn nha. Mã số 12 500. Tiếp lên anh em một cây 3 khúc nè. Một cây 3 khúc. Cái chỗ nó không có gãy gì nè, cái chỗ này dạng là nó ốp lên đây nè. Lúc trước là nó có một cái cùm để gắn vô mấy cái thành ghe tàu nè, câu biển á, gắn vô mấy cái cùm đó, nó làm như vậy để nó chống chày, nó chống gãy cái cán nè, chứ không có gì hết. Về mình tháo thôi. Nó có cái điểm trừ chỗ này là cái chỉ chân khoen của cái khoen chỗ này nó bị hư rồi, nó sụt sịch rồi, em lấy băng keo quấn lại thôi. Còn lại tất cả ok hết. Bắt máy Fuji nha nè, cứng 80, độ cứng 80, cứng rất cao nha. 3.3, 3 khúc, hàng carbon, có chày, nó có chày thân chỗ này. Đó, anh em nào mà không chê nó chạy chạy chỗ này á thì anh em mua cái này về. Fan này fan lá nha nè, fan Fuji lá. 80 luôn nha, 3.3, 3 khúc. Anh em không chê mua cái này, độ cứng cao, 3 khúc, 3.3, chỉ chạy chỗ này thôi, còn mấy cái lóng còn lại đẹp anh em.
Đó. Rồi, cân nặng của mình ha, 282 g. Phen lá luôn anh em, ngọn của mình 2 ly rưỡi, cây này mã số 13, bán anh em mình giá là 600.000đ. Tiếp cho anh em mình đây là cái suất carbon nha anh em. Hãng con 2 Becky. Cây này cũng mới tinh luôn, giá rất là rẻ nè, bắt máy Fuji tem vàng 3m9, hàng made in Korea, tem vàng xuất Nhật. Mấy cái chỗ này là dơ chùi ra hết anh em. Súp anh vật này về nhiều mà hàng đẹp đẹp không. Nè, tất cả của mình đều là fan Fuji hết, đẹp mới tinh mới chát luôn. Anh em nào bỏ lỡ cái này là uổng lắm nè, anh em coi mới nè. Chưa vít gợn luôn. Đó, anh em thấy không? Bán này mình giá 600.000 anh em. 3m9 nha, cứng khoảng 25-27, cân nặng 335 g, ngọn 2,5 ly. Cái này mã số 14. Bán anh em mình 600 thôi. Kiểu gì mà không mua. Mua giờ cũng phải mua. 600. Tiếp cho anh em mình cây này. Đây là cây cần ISO như này. Hàng carbon sóng 2 da, bắt máy Fuji luôn, 2m4, hàng Korea, tem vàng xuất Nhật đây nè, sóng 2 da luôn nha, hãng Rambao. Rambo. Tất cả mình fan Fuji nha anh em, sóng 2 da luôn. Cây này anh em có thể câu kiểu ISO hoặc anh câu kiểu Ikeda rút cũng được anh em. 2m4 nè, nó sóng 2 da nè. Đó, nó dính dơ dơ tí xíu thôi chứ cây này còn mới tinh nè. Ngọn là ngọn carbon đặc luôn anh em, không có tháp gì nha. Đặc nguyên cây luôn á. 2m4, cây này đọt tầm khoảng 1.5 của ISO. À, cân nặng của mình 80 g mà nha nè. Cây này mã số 15, bán em mình giá 600.000, ngọn 0.6, mã số 15 600 nha. Lâu lâu mới có con cây thế này nha nè. Tiếp với nha mình đây, cây sần ISO khoan nhỏ, cây hàng con đai qua nha nè, hàng carbon ISO khoan nhỏ đai qua, bắt máy Fuji nè, đọt 2.5m3 nha. Cây này là nó sóng 2 da nè, cái nền phôi là 2 da nhưng mà nó kiểu 2 da ẩn á nè, chứ không thường đâu. Cây đai qua nè, em nhìn nè, cái phôi của nó chéo chéo là nó sóng ít nè, cái gì này nè. Nó sáng ẩn ấy, nên nhìn nó ẩn ở trong đường da thôi. Nhưng mà cây này cây xịn là carbon ron là đọc 2.5m3 nha. Tất cả mình fan Fuji ISO fan nhỏ nè, có những vết chạy sờn như thế này. Rồi, cần mình đây. Có chạy nha nên nhìn kỹ nè. Có chạy xước nè. Nhưng mà anh em nhìn xa ra lại nó có thấy đâu nha. Đó, tình trạng phôi mình như vậy. Một vài chỗ chạy thôi chứ không phải chạy hết phôi nha nè. Ồ, cái lóng 2 này kỳ nha. Cái lông hai này đen nha, mà cái ngọn là như thế này nha. Đấy, cái lông hai chắc bị thai quá ta, nhưng mà nó dài lắm anh em, nhìn nó không có bị kênh kiểu gì hết nha. Nó khớp dưới góc này luôn, mà nó khớp trên này luôn, nó kiểu như là zin vậy anh em. Mà lông này là không, lông không nguyên bản rồi anh em, lưu ý giùm em nha, chắc chắn 100% là không nguyên bản rồi, tại vì cái ngọn màu này mà. Đó, thì nên lưu ý giùm cây này nha anh em, cái lông này là bị thai rồi nha. Nhưng mà nó thai thì nói chung anh em gáp vô nó y chang cái lóng zin, không khác gì hết. Anh em được chơi chơi thôi, bán giá rẻ thôi, bán anh em 400 thôi. Em ghi giá 600 rồi nè anh em. Mà số 16 sửa cho em mình giá 400 nha. Đó. Thì anh em mua hàng bên em thì anh em lưu ý, mua lâu năm á thì anh em đã biết tính em rồi, bán hàng có bớt. Còn anh em nào mới vô kinh của em, mới mua lần đầu khi mua đó, thì lưu ý giùm em, hàng bên em bán cũng không bớt, không bao ship nha anh em. Giá cả thì anh em cứ xem thông tin, thông số giá cả gọt vô chốt bụng, nhanh gọn lẹ. Rồi trả giá em không có bớt nha anh em. Nó số 16 400, tại vì giá cả em đã cân đối, em bớt, em giảm, em thêm, em bù trừ trong sản phẩm hết rồi. Em bán giá là rất là mèo, có những sản phẩm bán lỗ. Vô trong một video nè. Có những cây 5 7 cây em bán giá dưới giá vốn, mà có những cây em lời em bù qua kéo lại thôi, giống như một ngày em bán em kiếm khoảng chừng 500 700, nào hơn hơn được 1 triệu rồi xong, nhiều nó đủ. Cân đối như vậy anh em, chứ không có phải là bán hết nha. Nó thành giá cả thì em bán vậy, mà có nhiều người vô nói giá em bán cao nữa thì cao, nhưng mà vẫn mua hàng bên em. Thì không lẽ em nói lại vô duyên nó, ừ em bán cao thôi, anh đi chỗ nào bán thấp hơn anh mua đi, anh mua hàng của em làm gì. Thì nói chung thì em cũng vậy, thì cũng có những đơn hàng, có những mặt hàng em bán giá cao hơn người ta, cũng có những mặt hàng em bán thấp hơn người ta. Hàng bãi mà anh em, mỗi người một cái nguồn hàng khác nhau, giá cả nó khác nhau, nên không thể nào mà chung quy. Ví dụ hàng mới á, từ một công ty, từ một cái nhà phân phối, từ một công ty nó đưa ra nhà phân phối, nhận phối nó phân lý đại lý á, thì nó có một giá chung, giá sàn, mỗi chỗ nó bán thì nó khác nhau. Còn là hàng cũ, hàng vô giá trị, không còn giá trị nữa, mỗi người bán khác nhau. Anh nào nhập mắc thì về anh bán giá cao, anh nào nhập rẻ về bán giá thấp, như vậy thôi. Quan trọng là anh em mình người chơi, ít nhất là mình phải biết về nó, mình phải biết giá trị ít nhiều về nó, để mình mua tránh hiểu lầm, tránh bị lầm giá, tránh bị chặt chém, tránh bị lùa gà, nói chung kiểu như vậy. Rồi, trả lời vấn đề như thế này anh em. Đây là cây cần sút lở nha anh em. Thu gọn của mình 78 cm. Cây này mới tinh nè, hãng New Fox gì nè, bắt máy Fuji, cứng 25 luôn nha anh em. 25 2m7 nha, sút lở 25 là cứng lắm anh em. Canh dài nè. Fan của mình là tất cả đều là fan Fuji hết.
Thôi à, cái ngọn cái ngọn này sơn kỳ ta, cái ngọn này sơn lại anh em ơi. Cái ngọn này ngọn sẽ tinh đặc nha, cái ngọn này sẽ tinh đặc nè, thằng nó sơn lãm nhảm nè, đó anh em lưu ý giùm em nha. Rồi 25 2m7 cân nặng của mình, cân nặng của mình là 173g, ngọn 2 ly nha em. Thôi cây này em thấy cái ngọn nó sơn như chuột cạp vậy đó, mã số 17 nha, bán anh em mình em ghi giá 600 rồi nè, em bớt xuống 500 luôn, cái này mình dễ mua nha. Mấy cây này đa số là ngọn đặc không, nên ngọn sẽ tinh đặc, tại vì cái ngọn sẽ tinh đặc á nó chịu lực cao hơn là cần carbon, độ tải cá nó cao hơn carbon nhưng mà nó khó gãy hơn carbon. Carbon nó dụ cá anh em kéo không nó cong tới một nhất định thôi, cong hơn nó sẽ nổ. Còn cái nợ sợi cái ngọn sợi tinh đặc này nè, cái độ tải cá nó lớn hơn, độ đàn hồi nó cao hơn, nên đa số mình những cái cần thế này thường thường là ngọn sẽ tinh đặc. Thấy cái đai qua của ngọn sẽ tinh đặc không anh em? Cái này mã số 17 nha, bán anh em mình 500 thôi. Rồi tiếp là cho anh em mình cây này cây 2 khúc full hộp này nè, nhưng mà nó bị mất một cái nắp thứ này trên đầu hộp này rồi nha anh em. Đó cây này cũng rất mới luôn, hàng carbon rod vậy nè, hãng lưu lau gì lau reo nè, 30 và 18 cứng 30 và 18 nha này. Thông số của mình nè, hai khúc là thu gọn 96 cm, nặng 203g, cứng 20-40, giá 12.000 yên anh em, đó nó khoảng 2 triệu đó anh em, chứ không ít đâu. Cái cần nhật đó còn hợp cho anh em biết. Rồi đây cây này cũng vậy, cũng quá đẹp quá mới nè, mới lướt luôn nè. Phát fan của mình là fan Fuji vắng quang, phát máy Fuji tem vàng carbon luôn, 30 1,8. Rồi 2 triệu thì giờ bán anh em mình 1,8 triệu thôi. Ai trả giá thì anh em mình cứ vô trả giá, giá nào cũng bán hết 1,8 triệu thôi, anh em muốn trả nhiều. Còn em không muốn mua thực tế khỏi trả giá thì mã số 18 em bán anh em mình 600 nha anh em. Mã số 18 600.000. Tiếp tục anh em mình cây dây trong, cây đai qua này đẹp quá anh em. Cán mút nó tiện, cầm rất là chắc tay nha, cây đai qua Honda Lock 2m7 nha anh em. Bắt máy là Fuji đai qua 2m7, cây này cứng lắm nè, còn nắp chụp luôn, xoắn hai da luôn, fan Fuji. Nhìn thấy không? Nè, mắt in da băng 2m7 luôn nè anh em. Interline luôn nè. Xoắn hai da luôn nè, mới tinh đẹp lắm, cây này đã lắm, cây này cứng chắc khoảng 120 anh em, 120 đổ lên nó 2m7 á, cần rút nè. Đó, giá rất là ok con dê cho anh em mình mua luôn, tất cả fan Fuji. Cây này đẹp, giá rẻ. Cân nặng của mình là 290g, ngọn của mình 2,5 ly, cây này mã số 19. Bán anh em mình giá 600.000 nha anh em. Tiếp tục anh em mình cây này, cây này cái Ikeda nha anh em. Ikeda cây này hàng cũng đai qua 2m4 nha. Đai qua 2m4 nè, mà in Taiwan nha, sản xuất Taiwan, nó 3 khúc nha anh em, 3 khúc gấp lại nha, dòng Ikeda. Thì cây này có điểm trừ là cái fan đề, không phải cái fan đề 3 anh em. Ở cái fan chỗ này nè, đó nó hơi chênh chênh méo méo nè, về mình sửa lại. Mình sửa mình chích keo cho nó sát lại ha. Đó, cây này Ikeda 2m4 3 khúc nha, dành cho anh em quấn Ikeda như kiểu quấn xa bờ nè. Hôm trước anh là tôi kiếm cây 2m1 2m4 đó. Hôm nay lội ra cây đai qua cho anh em. Nguyên bản hết chưa gãy ngọn luôn. 2m4 tem vàng nội địa, hàng đai qua. Ha. Rồi cây này mã số 20 bán anh em mình 700.000 nha. Rồi cây Ikeda đai qua 700. 2m4. Cân nặng của mình là 145g, cây này mã số 20700 nha. Tiếp đây anh em cái súp cây này có bao cần luôn nè, một cái súp carbon. À, cứng 25 4,5 HH nha anh em, made in Korea nè, hãng AFT nè anh em. Cái này hàng nội địa nhưng mà sản xuất Korea nha. Đó, bắt máy Fuji. Cây này em có hai cây luôn anh em, muốn lên gặp thì lấy. Cây này cứng cho khoảng 27 nha anh em. 27 tất cả Fuji 6 phen nha, không nứt không hư. Nào, một cái phôi màu đỏ đầu năm anh em, lượm cái đỏ cho nó may mắn nè anh em. Nó có những vết sờn nha, vết sờn vết trầy như thế này, nhưng mà chưa lau chùi, chưa vệ sinh nha anh em, dơ là nhiều chứ trầy ít. Súp nha, cho anh em quýnh bạc bãi, lục đột ngọn đây. Khúc này là sơn trắng dạ quang, đúng chuẩn quýnh bãi nè, cặp con xoắn. Rồi cứng khoảng 27 nha anh em, 4,5 m. Trên này nó ghi 25 nha anh em, thực tế nó cứng khoảng 27 nha. 25 này không tới, cái này nó đanh hơn nhiều 25. Vì nó tư vấn cho anh em mình biết, 4,5 m nha, nó ghi HH là cứng anh em. Cân nặng của mình đúng 500g, không xê không dịch miếng nào hết. Cái ngọn của mình là 2,2 ly. Rồi cây này thì mã số 21 nha, bán anh em mình giá là 700.000 anh em. 700.000 nha.
Tiếp đi anh em, mình đang cần tra thuốc. Cây này mất cái nắp hộp cũng ghê nè, cây này cứ cần vip luôn nè, hãng cũng dựng chả biết luôn nữa, chỉ cái hộp là vip thôi, mất một cái nắp ghê cũng ghê. Nhưng em sẽ gửi đầy đủ cho anh em mình ha. Nào, cần tra đắp khúc 3m3 nha anh em, 4 lóng là thu gọn 89 cm, nặng có 51.5 g thôi, ngọn 1 ly 2 nha, góc 8.6, 99% carbon. Cây này cực phẩm luôn nè, đẹp quá trời. Cây trúc nhìn vô là biết hàng xịn hàng vip rồi. Nút đồ đều hết nè. Nè, đầu bố xe 360 luôn. Mới tinh nè, thẳng tưng nha. 3m3 anh em rút ra thẳng tưng tầm khoảng 3h 3,5 gì đó. Cái này cần tay rút gấp, rút gấp khúc vip nha anh em. Giá mất tiền lắm đó, nhưng mà trên hộp nó không có ghi thôi. Anh em chưa có bỏ sưu tập thêm vô nha, một phần tay rút khúc. Thôi em bán giá 800 thôi nha anh em, mất một cái đắp hộp tiếc quá. Mã số 22, ghi giá 900 nè. Em sửa lại bán 800 thôi cho anh em mình dễ mua, mặc dù nó là cái cần vip. Cái giá trị nó gấp nhiều lần so với giá em bán này đó anh em, không rẻ đâu. Số 22 800. Tiếp cho anh em mình là cần tay lóng dài 9m, thì nguyên bản của nó là cần tay, thằng Nhật nó gắn bắt máy, nó gắn phen vô làm cần ISO, thì anh em nào không thích thì về mình tháo phen tháo bắt máy hết này dễ lắm nè, lấy chỉ lấy kéo gắt bụp bọc cho hết xong. 9m cây này tầm khoảng 8h đổ lên nha anh em, 9m2 luôn nè, carbon nha, nên là dính dơ băng keo nè, carbon nè, nó khoan cái này dẫn lỗ nó gắn phen vô nè để nó xỏ dây luồn trong đó nè, độ từ lứa chân khoen nè, nè anh em thấy không, nè, chơi khoen vô nè, nó làm cần ISO quấn độ gì đúng chứ, nhưng mà bù lại là vẫn là phôi nha, phôi vẫn là nguyên bản của nó chưa có hai lóng nào hết, ngọn cũng vậy, carbon thì nói chung cũng không có cũ và nó cũng không có mới, hãng của thằng gì thì không biết, nhưng mà nó cứng lắm, giá dành cho anh em mình quýnh bạo lực nè, mấy ông là quýnh bạo lực xăng chấm đen rồi đó, thì mua cái này về đánh nha anh em, bây giờ lỡ như quýnh có gãy cũng không tiếc nha, dòng cây này muốn gãy nó hơi bị khó, nặng lắm anh em, nặng như trâu vậy, cái phô nó dậy chừng ly mấy hai ly á, chứ làm sao muốn gãy cây này nó dễ đâu, cái phô nó dậy lắm nè, em tháo ra em coi phô nó dậy một ly mấy, hai ly luôn, dậy gì đó, cây này nặng lắm nè, 9m thì anh em nào dành cho anh em mình thích quýnh một kiểu siêu bạo lực đó, tay to đó khỏi tập thể hình rồi đó thì lấy cây này. Cân nặng của mình đó, hiện tại là 720 g, hãy cho anh em mình biết mà nó phô nó dày khiếp cỡ nào rồi. Cân nặng của mình là ngọn của mình là 2 ly, cây này mã số 23, bán cho mình 900 ngàn nha nè, không có dập không có nứt gì hết. Tiếp là như mình đây cần tay lóng dài, cây này hàng của Nissin nha nè, nhìn cái chỉ quấn chỉ Tiger này là biết hàng Nissin rồi, nên đây nó ghi tiếng Nhật là nhờ nó quấn cái gắn chỉ này mới biết Nissin nha nè, 6m3 cứng đều nha, 4h rưỡi, hàng Nissin thì chuẩn có cần chỉnh luôn, mà Nissin cây này lạ lắm nè, em cũng mới gặp lần đầu luôn. Mã code nè, mua đồ nè nha, 6m3 đây, cái này là sơn kim tím nè, hai nít xin thấy nhiều mà cây này lạ quá, lạ quá, chắc có lẽ là nó mắc tiền hơn, ít thông dụng hơn nên nó lạ. Mình đảm bảo cam kết anh em mình 100% hàng nít xin như nè, chứ không phải hàng pha ke độ vô nha. Ngọn long phục dài 6m3 tầm khoảng 4h rưỡi như nè, rút ra thẳng ấy, hàng carbon, một cây cần tay nít xin. Rồi, cân nặng của mình là 233 g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 24, bán này mình giá là 1 triệu nha nè. Tiếp tục lên em cây lua, mới đứng 2 khúc. Cây này hãng của Mayorap. Mayorap, hàng này hàng của Nhật nha nè. Thì cây này á, nó làm thương mại tốt nè. Nó có nhà máy đặt tại Việt Nam mình nè, có nhà máy đặt tại China nha. Có những cây nó ghi made in China, có những cây nó ghi made in Việt Nam. Đó, thì cây này nó không có ghi made in gì hết. Thì chứng tỏ cây này lưu hành thị trường Nhật nè, bản custom nè, bản cao cấp nè. Cây này nè, anh em có đánh thử Mayorap, đánh chứng Mayorap, cái này là cái mã số của cái cần mình nè. Đó, nó dài 7,8 nha anh em, nó dài gần 2m3. Không, 7,8 là nó 7 feet là 2m1 gà, 2m35 nha anh em. Nó zip được từ 12 đến 40 g có thể đánh zip được nè anh em. 12 đến 40 g, có thể nó quấn lưu mực được nè anh em. EG là thông số của lưu mực 3.5 đó nè. Có gì Terra này là cái gì không biết, không gọi lắm, 3-10 nè. Cái này là không gành anh em, thông số này lạ quá. Đi dây bè 0.4 với 1 chấm là hãng Mayorap, fan này fan full nha anh em. Fan này fan full shit luôn á. Đầu bu chống sắn luôn, cái ngọn bé xíu à. Nha, có thể anh em có thể vừa quấn zip được, quấn zip nhẹ được nè. Anh em có vừa có thể quấn lua mực được nè anh em, hoặc là anh em lua theo kiểu mồi mềm, mồi giả quấn cảm giác rồi thì lấy cái này được anh em. Nó được tới 40 gram mà, nó zip tới 40 gram mà. Fan full shit nha, cây này là nó không ghi made in gì hết, là cây này là hàng Nhật đó anh em, không phải sản xuất tại chỗ khác đâu. Rồi, cân nặng của mình chỉ đúng 100 g, không xê không dịch. Ngọn của mình là 1 ly mốt.
Rồi, cây này mã số 25, bán anh em mình giá là 1 triệu rồi nha anh em. Tiếp là anh em mình cây ISO nè, anh em đồng kiếm một cây ISO có chế độ zoom nè, khoan xích nè, hàng Shimano thì cây này giá trong phân khúc dễ mua này nè. Cây này nó có một cái đế cao su hay quá nè. Nút còn nguyên như nè. Một cây Shimano nha, bắt máy Fuji, tem vàng nội địa đây nè. Nè, hàng Alpha Zoom là sóng ít như nè, sóng ít nha. Sóng Alpha sóng ít zoom á. Nó đọc 1 nha em, dài 5m3, có chế độ zoom 4m5, hàng carbon nè, tem vàng nội địa. Rồi xong luôn, có một vết lúng chỗ này luôn nè. Rồi xong luôn. Nè, nó có một vết rạn này nữa không? Rạn nè. Độ bóp lúng luôn nè. Rạn nè, đó, cái này chắc bị cái gì đè xuống anh em ơi. Dấu là dấu mới nè, có dấu cũ không? Anh em thấy không, chỗ này thì không sao, chỗ này về anh em cứ quấn chỉ thôi, anh em quấn chỉ chùm lên đây luôn là anh em câu thoải mái, không sợ gì hết, thiệt tình. Tất cả mình fan full sheet này anh em, zoom luôn nè, bóng mới tinh anh em, uổng ghê. Thôi lỡ lại mất giá trị à. Alpha zoom carbon sắn phôi bông đời mới này, mới tinh nè, cái góc mình có chạy xước, có lóng mới tinh, đẹp giả mang luôn, zin toàn bộ 100% luôn nè, tất cả fan full sheet. Rồi cân nặng của mình là 190g như nè, ngọn 1 ly. Rồi cây này bán 1,2 triệu thì đã phát hiện ra lỗi rồi, giảm 50%, còn 600.000 đó. Thì anh em muốn chơi cần viết cần hệ giá rẻ thì chơi cây này, thì về em đảm bảo anh em về cứ quấn chỉ như thế này nè, quấn chỉ phủ keo lên chùm luôn cái đoạn dập nước chỗ này nè. Rồi không phải là dập nè, nó bít rạn, nó giống như vật nặng nó đè lên, giống quá trình vận chuyển về vật nặng nó đè lên nè, nó có nắp đầy đủ hết. Rồi cây này mã số 26 nha anh em, 600.000 nha. Hoặc là về anh em có thể bỏ đóng gốc luôn, anh em chơi xuống luôn 4,5 m luôn, hạ xuống luôn tùy anh em mình. 600.000 mất hết 600. Tiếp đi anh em, cây hai khúc siêu bạo lực nha anh em, cây hãng con Suzumi, đóng bụi đóng dơ, đóng bẩn nè, băng keo bụi dơ mấy lời bụi đây nè, về chùi ra hết nè. Đó, anh em chùi ra anh em nhìn hai cái thái cực khác nhau được không, mới xấu nè. Bắt máy Fuji, fan của mình là fan Fuji biển chân quyền nha anh em. Sóng hai da cứng 320m4, hai khúc phiên bản special, bản đặc biệt sóng hai da luôn anh em. Fan Fuji biển nha. Còn đóng bụi đóng dơ, em nhìn nó hơi cũ cũ, cho về lau chùi lại giúp em nha. Sao mới hơn rất là nhiều nè. Cứng 320m4 nha. Cái giá thì khỏi phải suy nghĩ luôn, khỏi phải trả giá, khỏi quan tâm luôn, chốt lẹ luôn nữa. Cân nặng của mình là 495g. Chỉ sợ là anh em mình không có nhu cầu sử dụng thôi. Ngọn 5 ly. Chứ anh em mình chuyên quýnh biển quýnh cá lớn, gặp cây này giá 300 mà giá có 1,2 triệu kiểu gì không mua. Mã số 27 nha anh em, giá 1,2 triệu nha. Cao nào cũng phải mua. Rồi tiếp với anh em mình cây này cây cực phẩm nha anh em, cây nở tê lạp lút nè, cây cần rút nè anh em. Ha, cây này cây cực phẩm nha anh em. Lâu lâu mới có một cây, phôi diamond là phôi kim cương nè. Bắt máy Fuji carbon đời cao, cứng 33m6 nha anh em. Cứng 30 có cần quýnh lăng xê nha, không phải cứng 30 có cần đánh lục. Chia sẻ trước cho anh em mình, phôi diamond là phôi kim cương nè. Fan của mình tất cả fan Fuji chân đen, đầu bu xít nha. Con kim cương, định vị lóng, định vị khoen, định vị lóng đầy đủ hết. Định vị khoen nè. Nguyên zin nguyên bản hết, giá này là giá tốt cho anh em mình mua luôn đó nè, sóng tới ngọn luôn. Ai không mua thì thiệt thòi gắng chịu. Mà đã mua cây này rồi sẽ biết cái giá trị nó rất là cao, chứ không phải giống như cái giá trị bình thường bán cho anh em mình đâu. Cân nặng của mình là 258g, ngọn 2 ly nha. Cây này mã số 28, bán này mình giá 1,5 triệu. Tiếp như em mình đây cần tay lóng dài nha em, cây đai qua có bao cần thì đủ hết. Cây này kiểm trừ duy nhất cho anh em mình, nó cũng có một cái vết nứt nè, một cái vết nứt sát góc nè, góc lên 20cm nè, anh em thấy không, nó đã quấn chỉ vô rồi nè. Nứt này thì cũng không ảnh hưởng gì mấy nè, anh em câu anh em có cầm bình thường đâu, ai cầm dưới góc mà cầm cũng không ảnh hưởng, nó quấn chỉ rồi, nứt rất là nhỏ nha. Đó rồi, một cây đai qua 9m tầm khoảng 5H anh em, mắt in ra băng nè. Anh em nhìn thấy chân lùi vậy thôi, chứ nó mà cà rơm cây này nó mắc tiền hơn mấy cây hai da nhiều luôn nữa. Còn lại nè, nó zin toàn bộ 100% hết, đầu bu anh em nhìn là biết đầu bu đời mới này không. Rất là đẹp. Đấy, chỉ bị nứt dưới góc thôi mà nó mất giá trị, mất gần phân nửa giá trị cây cần anh em. Đây, Bushi 360 đời mới luôn, đẹp lắm, nguyên bản hết. Đó cũng là cơ hội anh em mình không chê mà nó bị lỗi nhẹ nhẹ chỗ này, em mua cái này cho em giá không hề lỗ đâu, siêu nhẹ luôn, 9m. Cân cho anh em mình thử nè,
266g. Anh em muốn kiếm một cây cần tay 9m mà 266g em dễ kiếm lắm, khó lắm, hàng Trung Quốc chắc 30 năm nữa chưa theo kịp nữa. Cái ngọn của mình cây này ngọn 1,5 ly như này, 1,5 ly như sao 30 năm nữa Trung Quốc chưa làm được cây phôi mỏng như thế này đâu. 9m 266g. Công nghệ đầu câu về đầu câu là Nhật Bản là chùm, Trung Quốc nó nhái được thôi, chứ còn những cái vấn đề như thế này làm sao nó nhái được anh em, những công nghệ này sao nhái được. Đây là mã số 29 nha nè, bán này mình giá 1,5 triệu. Tiếp cho anh em mình đây, anh em vẫn chơi cần VIP nè, thương hiệu số 1 Nhật Bản, chơi cái này giá bình dân, cái Gamakatsu đời mới luôn nè, đời cao chứ không phải đời mới nha, bắt máy Fujitem vàng 3m 3 khúc vàng xích lá luôn nè, cũng còn rất là đẹp, có đống bụi đống dơ em chưa có lau chùi nè, hàng đẹp hàng VIP cũng vậy, về sau bán luôn, em chưa kịp spa lau chùi vệ sinh, cây độ cứng hắc thế này cứng như nè, tầm khoảng 50-60 nha, một cây Gamakatsu đời cao, giá bình dân cho anh em mình chơi 3 khúc, anh em là chưa có hoặc là bộ sưu tập thiếu thì lùm. Cân nặng của mình là 260g, ngọn của mình là 2,4 ly, cây này mã số 30, 1,8 triệu mà nha anh em. Rồi tiếp tục anh em mình cây này, một cây Daiwa Supreme chữ đỏ, bao cần zin, nắp chụp zin, nắp chụp xịn luôn nè, nắp chụp zin nó nắp chụp đen nha, còn nắp chụp là nắp chụp xịn, hàng nó về là nó bonus cho cái nắp chụp này. Một cây Daiwa Remy súp chữ đỏ T33425, 33 là cứng BX như nè, 425 dài 4m25, còn rất là đẹp nè, hàng Made in China nha, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nha, dòng Remy này là sản xuất Trung Quốc nha nè, Remy chữ đỏ có chạy xước 55 dưới góc nè, rồi nguyên zin nguyên bản hết, nắp chụp xịn luôn, tất cả fan Fuji, công nghệ HVF chống nổ cần. Đó, trong phân khúc mà em kiếm cây bị ít bên em đánh chỉ có mấy cây Daiwa Remy chữ đen hoặc chữ đỏ mới có giá này cho nên mình mua thôi. Chạy chỗ này bình thường cái giá này là anh em chỉ mua được chữ đen thôi, em chữ đỏ em không mua được giá này đâu nè, có định vị khoen nè, định vị của Daiwa thôi, nguyên riêng nguyên bản hết, còn chữ đỏ thì thời điểm khó khăn này anh em mới mua được giá này. Cân nặng của mình là 477g anh em ơi, 477g, ngọn của mình 3 ly nha. Rồi cây Daiwa này mã số 31, bán này mình giá là 2,4 triệu nha. Cây cuối cùng là cây cực phẩm rồi, một cây Sub Leader 3 khúc xanh ngọc luôn nè, bao cần zin luôn, là như đây mình đây, một cái Shimano Sub Leader có bao cần zin của nó luôn này, thấy không? Đây, Sub Leader xanh ngọc nhau, mới tin nữa nè, Shimano Sub Leader, này nó bọc màng co luôn nha nè, Made in Indo 405 CX, anh em thấy không? Nó mới tin, có cái phen vận chuyển về nó cấn nè, anh em thấy không? Nó hơi vành phen nó hơi cong cong xéo xéo nè, về mình coi mình sửa nó giúp đây. Một cây Shimano Sub Leader mới tinh anh em, thôi mới tinh nè, nhìn qua là không thấy trầy gì hết, cái chỗ này là do nó bọc bằng co thôi, không có dập không có gì hết nha anh em, kim đỏ cắt cho anh em mình luôn nè, mặt tiền thôi cắt ra nó sáng sáng đây, nó về nhiều xui xui trong này nó có vết chảy, anh em khui ra nên nói ồ nghiệp, nó bán hàng lừa đảo, cái chỗ chảy nó lấy đồ nó bọc nó che lại, còn cái chỗ đẹp xui ra thôi cắt luôn, tại vì cái hàng của em á, em hàng bên Nhật về sang làm để y chang vậy, em bán cho anh em mình nè, không có lau chùi, không có vệ sinh gì hết. Tính để cái màn co cho anh em mình luôn, về cho anh em mình chơi mình thôi, mình bán hàng mình thu đi, chiếc đâu cho mình có vết chảy lớn cái mạng luôn, mất uy tín.
Đồ, mới anh em à, có phải chê luôn anh em à. Tuyệt vời anh em ơi. Wow, mới tinh. Nó giòn. CX 405 3 khúc cái sub leader. Báo giá cho anh em mình luôn, 6 triệu nha anh em. Giá siêu thơm, siêu mềm cho anh em mình chơi luôn. Còn cái sub leader thì anh em cứ tìm hiểu thôi. Anh em muốn sợ giá cao quá, anh em là vừa anh em có đánh theo Shimano Sub Leader nè, EVSF rồi nè, 405 CX rồi nè, đánh này ra nè, đánh nguyên dòng chữ này ra, kiếm cây nào đúng cái màu như vậy, hàng Indo, anh em tham khảo giá thì anh em mình mua, hoặc là tham khảo một số anh em là chơi trước rồi nè. Cân nặng của mình là 415g nha, sub 3 khúc 415g, ngọn của mình là 3 ly. Rồi cây này mã số 32, bán anh em mình giá là 6 triệu nha, nãy là em tính ghi giá 7 triệu anh em. Ban đầu làm cũng giá 7 triệu á, mà ăn ngon gặp gần nó thôi. Khó khăn, kinh tế khó khăn rồi. Nói chung thì em bán 6 triệu mình cũng có lời rồi. Rồi bán có lời. Thôi bán dễ mua dễ chơi đi. Ai có hiểu gì mà anh em đang ăn Tết xong mà Tết tôi có sủ quẻ rồi đó, có dư chút đỉnh thì cũng có nhà ý mua thì lắm. Ha, rồi tất cả mấy hàng hôm nay như vậy. Thì mình muốn mua hàng thì có lần liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192015 nha. Xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.